À, xin chào các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách vẽ đường cong ở trong phần mềm Photoshop giống như cái hình bạn đang xem trong Photoshop bạn sẽ tạo một file mới bằng cách là chọn là File New hoặc là bạn nhấn Control cộng với N ở trong kích thước ảnh thì các bạn sẽ chọn là 1920 nhân với 1080 là độ phân giải Full HD. ở trong cái phần content này thì các bạn chọn là white nền trắng, ok. sau đó bạn nhấn đúp chuột ngay chỗ này để cho nó mở rộng ra. Để vẽ đường cong thì bạn sẽ chọn công cụ là Pen Tool. Hoặc là nhấn phím B phở. Sau đó bạn lại chọn vào Pen Tool. Bạn sẽ chọn là cái biểu tượng cái viết có dấu cộng. bạn nhấp chọn vào đây. Sau đó bạn di chuyển. Tương tự cho điểm này bạn chọn vào đây, sau đó bạn di chuyển nè. Sau đó bạn nhấn phím Control Enter. Thì nó sẽ tạo một cái vùng chọn ở phần này. Nhưng mà ở đây mình muốn là nó sẽ tạo cái vùng chọn ngược lại thì mình sẽ vào trong cái phần là uh, select invert thì lúc này nó đã chọn phần ngược lại nè. Sau đó ở trong cái phần layer thì mình sẽ tạo một layer mới và mình sẽ tô cái đường cong này Để tô màu đỏ thì sẽ nhấn phím ON cộng với Backspace. Sau đó nhấn Ctrl D để bỏ chọn. Để lưu cái file này thì mình sẽ chọn là File, Save. Hoặc là nhấn phím Ctrl cộng với S. Mình sẽ đặt tên là Tạo đường cong. Định dạng của nó là Photoshop. Sau đó chọn Save. Tiếp theo là mình sẽ lưu định dạng bằng cái định dạng là JPEG. Save. Chất lượng thì mình sẽ cho nó là maximum. Ok. Thì đây là cái file Định dạng là JPEG và file này là file định dạng Photoshop. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách tạo đường cong bằng phần mềm Photoshop. Nếu mà bạn thấy hữu ích thì hãy nhấn vào nút like, share cũng như là đăng ký kênh. Và xin cảm ơn các bạn rất nhiều.